Chào các bạn, nói với kênh Tony TV. Chào bạn. Cả team mình cũng đã đi về quê rồi. Phải nói không khí ở đây thoải mái hơn trên Sài Gòn rất là nhiều. Dù trong hay đục ao nhà vẫn hơn các bạn ạ. Dạ. Ôi, cái dừa của team mình ai? Ai chặt rồi kìa anh Vinh? Trời đất quỷ thần ơi, sao mà cái dừa ai chặt rồi? Rồi lấy gì có dừa cho team mình uống nữa? Rồi lấy bóng máy đâu team mình quay phim? Đúng rồi. Thôi dọn đi, đi chỗ khác đi cưng ơi. Dọn, bưng mạnh lên. Trời ơi, nguyên team gom lại bưng cây. Bưng nói không? Không nói không? Rồi thôi, thấy tình hình này không nổi rồi các bạn ơi. Khoan. Ý tưởng thì Tony đây là vô hạn. Mình đã suy nghĩ ra được một cái clip rất là chất. Đó là chúng ta sẽ làm ngôi nhà trên cây nha. Mấy đứa tập trung lại ghim mấy cái cây này nè để đẳng cho anh. Ủa cái cây này nằm dưới đất, mình làm nhà trên cây mà đâu liên quan gì đâu. Anh Thần ơi, anh tưởng cái cây này nó nhẹ lắm hả? Ông kêu thì mày bưng đi. Đó là mình sẽ dựng bốn cái thân cây dừa này phía dưới đất. Sau đó mình sẽ bắt cái sàn giống như là cái nhà sàn vậy đó các bạn. Xong sau đó lấy tre dựng lên làm thành một ngôi nhà chòi ở trên bốn cây dừa. Bưng cây này gom lại thằng đó. Lên lên. Phía bên này nữa, tại vì tới 10 thành viên là ăn trên ảnh cái sàn nhà cũng khá là to. Rồi xong phim rồi đó. Chiều dài là 2m nha. Chiều rộng 1m6. Giờ team mình sẽ đi đóng tre làm cái sàn nhà. Đây là bọc đầu nghề nha các bạn, trong đây có 2 cây suối với 2 cây dao. Rồi đi. Giờ mình sẽ đi đúng tre. Đi lên đại. Bọn mình đã tìm được bụi tre mỡ siêu to khổng lồ luôn. Lấy cưa ra con. Nè, đứa con cây. Thôi đi vô. Ở đây còn hai cái gựa, hai cái xuống nè. Không đứa nào lấy hết trơn vậy. Mình cưa cây này nha. Làm ngôi nhà trên cây này có bộ lâu rồi nha. Lâu cái gì, 3 ngày một clip là chuyện bình thường. Ông chỉ cần chất lượng của video thôi, không cần số lượng đâu. Thì bưng cây này ra ngoài. À, dời cây này ra ngoài tiếp bạn nè. Quay ra mày đỡ chuyện cái gì vậy chú Thanh? Giờ anh Vinh đang chặt những mất tre ra cho dễ vận chuyển về nhà nha các bạn. Đúng rồi, cái chỗ này cách nhà mình là tới 7 cây số lận. Vì thế là mình phải cưa những cái cây tre này ra thành những cái đoạn nhỏ cỡ như 4m tới 6m thôi. Sau đó cả team mình sẽ ôm đi về. Đấy. Nói thiệt chứ nổi cái sàn nhà cho cái nhà trên cây này thôi là tốn cũng rất là nhiều tre rồi đó. Cưa ngay đây nha các bạn. Làm clip này xong mấy anh em trong team chuột cho bá luôn. Chắc chuột của mấy ông bự bằng chuột tôi chứ gì. Trời ơi, con chuột gì bự dữ vậy? Vũ Thành, tao đi mua cho tao cái kính hiển vi về tao soi con chuột của thằng Đại coi. Trời ơi, mũi cắn quá trời luôn. Mày mũi cắn con mày. Cháu la hoài, anh Vinh quay phim cho mình mũi cắn quá trời luôn kìa. Cái tre này, cái tre cuối cùng nha các bạn. Bốn người mới kéo được. Mày lên. Ngắn té luôn rồi. Cái kia xong rồi để ăn chỗ nha bạn. Để ăn chỗ thôi, gom lại cho nó dễ. Mày đứng cặp bi bà tao. Gắn cưa về thôi. Đố mấy cái tre hết nguyên buổi sáng rồi. Ê đừng có để lên nữa. Đi dọc đường gót đó. Chị Linh chạy đi chị Linh. Đốn tre đã mệt rồi. Chở tre về còn mệt hơn nha các bạn. Lên à. Ở nè. Kiếm con dây á. Bạn nào chưa đăng ký nhớ đăng ký kênh luôn nha, nhấn cái chuông nữa. Đây chính là cái khuôn nhà mà team mình sẽ chuẩn bị hoàn thành nhé. Đây mấy đứa thấy bốn cái góc này anh có ghim mấy cái cây không? Bên đây cây đó nè. Bây giờ mình sẽ lấy cây lan đào khu vực quanh cây cọc này nè. Để sau đó bọn mình sẽ chôn bốn cái gốc cây dừa này xuống dưới. Em thấy anh càng ngày càng đưa ra những cái ý tưởng khó rồi đó. Ý tưởng khó mà làm thành công vậy mới gọi là đẳng cấp. Wow. Đạo xong rồi nhé các bạn.
mệt vậy? Chưa phải cưng là con gái là bà nội anh đâu có làm. Không biết cái thử thách của anh Vinh lần này thành công không đó. Ông toàn đưa ra cái thử thách khó không à. Hút cát với mấy cái hố này cũng mệt á. Chơi chết dưới đây rồi đó. Hố này sâu quá mà. Anh Vinh nhét 4 cây cột dừa xuống 4 cái lỗ nè. Lắp nó lại, lắp nó lại. Lắp tới như vậy. Lắp nó lại. 2, 3. Giờ tới cây thứ 2. Trời ơi trời. 1 cây. Tới cây mấy nữa, mấy nữa. 1, 2, tay. Tay chưa? Nước lên, nước lên. Nước lên, nước lên. Nhắm lên, nhắm lên. Nhắm lên. Nhắm lên. Trời, lắp lại. Rồi, lắp lại, lắp lại. Trời trời, mới có 2 cây à, mày thấy đuối gì đó. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 3, 2, 1, vô nè. Mày đang đi nhậu hả? 1, 2, 3. Mèo 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 mèo. Vô ghê hả? Vô vô vô. Tụi bọn mình đã làm xong 4 cây cột nhà rồi. Đắp cát nhanh lên. Cất cái nhà cho 4 cây này, có khi nào mình đang ngủ á, cái tự nhiên á, nó sập xuống nó đè mình chết queo không? Nhỏ này không mở miệng thôi chứ nó mở miệng ra là thấy xui xẻo rồi. Cuối cùng thì cả team mình cũng đã làm xong cái giai đoạn đó là gắn 4 cây cột nhà xuống dưới 4 cái lỗ. Bây giờ là phải làm cho 4 cây cột này nó thiệt là vững thì nhà mình nó mới kiên cố được. Rồi giờ cả team sẽ làm cái sàn nhà lót kê trên này nha, rồi bắt cái cầu thang leo lên. Để xuống, đo đi đại. Tôi cho bạn đó nha. Rồi bạn, giờ mình sẽ cưa ngay đây nha bạn. Xong. Ngọc, tôi cưa ngay cho bạn cái cây của tao nè. Xong rồi làm cái vạt. Cái vạt là cái chừng nữa để team mình leo lên ngồi á. Cưa vô ngay nha mày, đừng có sai lệch. Ở đây là mình chuẩn bị làm cái khuôn, để nữa cả team sẽ đóng cái vạt. Mà để đóng được cái vạt thì mình phải chẻ một cái cây tre như thế này là ra làm 4. Đó, đóng cái vạt đó bạn, giống như mấy cái giường tre các bạn biết không? Biết cái sạp không? Đó. Bắt lên trên này. Cái nhà lần này của mình trên cây cũng khá là cao nha. Ai mà muốn leo lên trên cái nhà này á là phải leo lên cây cầu thang lên trên này nè, ngồi thấy không? Tránh thú dữ, tránh rắn, tránh cọp. Ở đây đâu phải trong rừng đâu mà có cọp gấu trốn anh Vinh. Thì không có cọp gấu thì mình trốn chó, ở đây nhiều chó lắm. Cái con 20 cây đinh một tấc. Một cái đinh 4 con. Đây là cái đinh một tấc nó mới đủ dài đóng xiên cây dừa được. Mình đóng cây đinh xuống đây để cố định cây đà này nha các bạn. Bắt 4 cái cây này lên rồi buộc dây chì là có một cái sàn nhà nha các bạn. Giờ tiếp theo là lấy dây chì buộc mấy cái cây ngoài bìa này lại nè. Để không thôi lúc mà mình đang ngồi mà cây ngoài bìa nó chợt nó gớt xuống một cái đó, hay là cả tim ăn hành luôn á. Cuộc hai cây tre này đó nghe các bạn. Đưa tôi cây kèm ngọc nè. Bạn buộc mấy tre đầu này nè phải thiệt là chắc. Chặt mắt tre nha các bạn. Cây tre này á, mấy đứa để ý nè, mình phải tách nó ra làm hai. Tách là phải ngay giữa nha. Anh nhìn chẻ đôi cây tre ra để làm sàn nhà nha. Trời ơi. Vinh, Vinh Ngọc. Vinh. Rồi, rồi. Một cây tách ra. Vinh Ngọc. Ngất các bạn ơi. Cây tre các bạn phải đóng nhỏ như thế này nè, làm cái vạt nằm ngủ không bị đau lưng. Mục đích của cây này là để đỡ sàn nhà với dựng nóc nhà. Rồi, đắp cát vô. Đắp cát vô nhanh lên. Chẻ tre xong rồi, giờ phải chuốt tre để khi mình làm sàn nhà ngồi lên không bị đứt đít. Tưởng tượng mà đang ngồi trên cái sàn nhà mà đi qua đi lại di chuyển các bạn, mà cái tre nó bén nó khứa vô cái đít kia chắc đau dữ lắm. Cái cây để làm cái
cái dẹt mình đã làm xong rồi nha, giờ đóng đinh nữa là xong rồi. Sắp xong rồi, giờ tụi mình đóng đinh là lên nằm thoải mái nha các bạn. Ôi bên đây còn phân nữa, chưa xong nữa các bạn. Phải đi chặt tre rồi lót lên thêm nha. Rồi. Tức rồi các bạn ơi. Dạ nó bự. Cây tre bự chờ bó không nha các bạn. Cây tre chăm đốt. Hy sinh gì nghĩa thật. Ngày đầu tiên thì đi lấy tre, ngày thứ hai thì làm sàn nhà, cắt cái liếp thì 3 ngày mới xong quá. Trời ơi, củ khoai nó ngon mà mỗi người được có một củ à. Trời ơi, nó nóng. Mệt quá các bạn ơi. Đi lẹ đi nha ơi. Biết rồi. Củ khoai của ta. Cái quá trình chuốt tre các bạn thấy đơn giản vậy thôi mà cả team mình mất 2 tiếng đồng hồ đó. Mà chuốt chưa có xong cái số lượng để làm cái sàn nhà ở bên đó nữa. Còn ai nói con mình dở thì hãy làm clip đăng lên YouTube, xong rồi cho con mình coi, để coi các bạn làm hay cỡ nào. Giờ chắc tre lên rồi đóng đinh. Trời ơi, còn cái máy nữa các bạn ơi. Bọn mình đã mua sẵn một bọc đinh luôn nè. Giờ đóng vô là có cái sàn để ngồi nha các bạn. Máy nẻ nhà mình làm hoài. Một cây. Tới cây thứ hai ngáo rồi. Anh Vinh đang làm đều mấy mí tre lại cho nó thẩm mỹ nha các bạn. Chứ giờ làm cái nhà mà giờ cái nhà xấu quá. Thì thôi không có làm. Tony làm là cái nhà phải không những đẹp, phải đỉnh nữa. Phải cưa lại nè. Anh Vinh, các bạn thấy tốc độ cưa của anh Vinh chưa? Rất là nhanh luôn nha. Nhanh mà đẹp nữa. Đẹp không chứ không thấy thấy gãy luôn cây tre đó. Cái quê rồi đó. Rồi tới cây bên này. Cuối cùng cũng đã làm xong rồi. Đúng rồi, mày làm xong xây nhà. Còn cái mái nhà với mấy cái vách nhà mình chưa có làm. Trời ơi, mày đừng có xỉu. Mày mà xỉu phần công chưa của mày, tụi tao ăn hết rồi nha. Đâu đâu công chưa đâu, chờ cái chứ. Nha mọi người, chút nữa mình sẽ làm cái cây cột nó cao lên. Mình dựng cái mái nhà qua xéo xéo như thế này nè. Cầm ơi. Đấy, cây này cũng vậy luôn. Giữ xong cái sườn nóc nhà, tụi mình sẽ đi kiếm những cái tấm ni lông che lên để che nắng che mưa. Đông không cứ ngắt luôn, bọn mình làm nhà kiểu Thái nha các bạn. Rồi, xong. Thì mà một cái cột nhà như thế này thì mình sẽ đóng hai cái đinh cho nó sát vào cái trụ luôn. Anh Vinh ơi, sao em thấy cây tre nào đóng anh cũng đục đục mấy cái lỗ này chi ạ? À, cây tre mà mình phải đục những cái lỗ như thế này để một hồi nữa khi mà mình đóng cái đinh xuyên qua mấy cây tre để nó dính vào cây cột á, nó sẽ không làm cho cây tre của mình bị nứt. Hiểu chưa? Đó, mục đích là để anh vậy chứ không phải rảnh quá là tự nhiên anh làm đâu cưng. Dạ. Rồi, đây là cái cây tre cuối cùng, mình sẽ gáp nó vào trong đây là xong 4 cây cột. Làm lẹ lẹ đi anh Vinh ơi, em cũng nôn cái nhà này dữ lắm rồi đó. Cây đinh cuối cùng. Trời. Rồi xong, thế là hoàn thành 4 cây cột nhà Thái. Qua trời đuối rồi. Chưa nắng quá, chặt vườn nha các bạn. Vườn dừa còn nhiều lắm, uống thoải mái đi. Ôi xong rồi. Thế nó ngon. Cực kỳ ngon luôn. Còn cho tao xin miếng dừa ơi. Nè. Quá đã luôn. Ủa Ngọc, chỉnh phải cho chắc nha mấy đứa. Các bạn thử nghĩ đi, mình làm một cái nhà chòi tàu la mỹ lao thì nó đơn giản. Nhưng khi mình đã nghiêm túc làm một cái ngôi nhà mà để cho trên 10 thành viên lên ngồi được á, ở được, thì dĩ nhiên nó chẳng hề đơn giản tí nào đâu. Cái clip này mình thấy cực quá các bạn ơi. Làm 3 ngày trời mà chưa xong cái sườn nữa. Bạn nào tin ý sẽ phát hiện ra team của mình thay 3 bộ đồ trong một cái video này. Thật sự là 3 ngày rồi. Quá đuối rồi. Đang trong quá trình buộc cái đòn tay để hồi lắp cái mái nhà nha các bạn. Bọn con trai thì làm, còn bọn con gái tụi mình chặt dừa nha. Chặt dừa cho bọn con trai nó uống. Bọn mình đã làm xong cái sườn mái nhà, giờ bọn mình sẽ đi lập nhà nha. Cái này làm mái nhà im nè. Thôi đem thẳng đo đạn rồi xong mình làm. Thế là xong cái xích đu. Ủa cái này là cái xích đu hả? Đang chơi thử cho em coi coi. Có yeah. Máy không? Xuống để cho chế chơi.
khổ lên vậy? Là nguy hiểm quá đi. Team mình đang đóng cái gui mái nhà. Cái gui mái nhà tức là cái mà dùng để khi mà mình lợp mái á, nó sẽ bám ở trên mấy cái này nè, nó không có bị phủ xuống, người ta gọi là cái gui. Ngôi nhà này làm khá là lâu, nhưng mà nếu người lớn mình tập trung mình làm không thì chắc khoảng mất một ngày là nó xong rồi. Tuy nhiên thì do đây là team trẻ trâu, mình còn phải huấn luyện mấy em ở đây cách đóng đinh, cách xây nhà này kia cái nọ. Rồi lúc mà mấy em làm mình phải đặt góc quay nữa, cho nên tốn thời gian phải gấp 3-4 lần. Trời trời, cao quá, sao mình leo được đây? Ngày thứ ba thì team mình cũng đã hoàn thành xong cái ngôi nhà trên cây này rồi các bạn ạ. Và phải nói là rất là đuối luôn. Bây giờ là chắc cái cây cầu thang này lại đây. Đó, leo lên trên này sinh hoạt thôi. Và bây giờ là phải nói là hổm rày là nắng mưa thất thường, bọn mình chưa có thời gian để mà lợp cái mái trên này nữa. Nhưng mà các bạn yên tâm đi, trong video tiếp theo các bạn sẽ thấy một ngôi nhà rất là hoàn hảo nha. Và đừng quên đăng ký kênh, hãy bấm like đi, chẳng tốn một ít ánh sáng hay là một đồng xu nào của các bạn hết. Đừng quên nhấn cái chuông để ủng hộ team mình nha, để cho team mình có động lực mùa hè này để sẽ tạo ra một cái series nhà chòi rất là đỉnh luôn. Giờ leo lên. Đó, leo lên nè. Chà. Về tới mình nha các bạn. Rồi, leo lên đi. Ôi, nhà này đã kìa. Sao không đã được? Rất là chắc luôn, lên trên này ăn xoài. Đây. Đẹp dữ. Trời trời ơi, thằng Đại leo lên có chừng gãy. Không gãy đâu. Đại nó mập lắm. Đây, cả team của mình đã tập hợp trên cái nhà chòi luôn. Các bạn thấy chưa, cái nhà trên cây có thể chịu đựng nổi. Tính luôn anh là 12 thành viên đó. Công nhận cái nhà này chịu đựng được hơn nửa tấn. Thôi gọt xài gan luôn, đuối quá à. Rồi kết thúc video luôn nha các bạn. Video này đến đây là kết thúc được rồi nha mọi người. Và các bạn hãy đón xem coi series tập tiếp theo team mình sẽ xây dựng cái gì nha. Bye bye và hẹn gặp các bạn clip tiếp theo. Mày.